Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh G87 ngày hôm nay. Người Trung Quốc phản ứng ra sao khi biết sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup? Các bạn thân mến, như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và chung bảng với Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Không có bảng đấu nào là dễ ở vòng loại thứ 3 này, và ở bảng B chỉ có Oman và Việt Nam là chưa từng dự World Cup. Nhưng gặp Oman lẫn Trung Quốc vẫn được xem là một cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dư luận Trung Quốc không những rất quan tâm tới động thái từ báo chí Việt Nam với lễ bốc thăm, mà còn biết đa số ý kiến hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ ở chung bảng với họ. Điều này có phần giống với đa số người hâm mộ Việt Nam chúng ta rất muốn đối đầu với đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong thời gian chúng ta có một đội hình mạnh nhất từ trước tới nay. Và ngay sau lễ bốc thăm, báo giới Trung Quốc cũng đã có những phản ứng khác nhau về kết quả, dù phần lớn tỏ ra lạc quan. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ điểm qua một vài tờ báo của Trung Quốc bày tỏ thái độ của họ khi nằm cùng chung bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trên trang thể thao 163, nhà báo Pan Weili cho rằng đây là bảng đấu khó cho Trung Quốc bởi Việt Nam cũng có thể gây khó dễ. Tôi rất tò mò về Oman và Việt Nam bởi họ có những sự tiến bộ quả là đáng chú ý trong thời gian gần đây. Trong khi đó, các đối thủ còn lại của bảng đấu đều có thể xem là mạnh hơn chúng ta, nhà báo này bình luận. Nhà báo Xiao Chia của tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh thì đánh giá: tránh được Iran và Hàn Quốc, những đối thủ chúng ta đã luôn gặp khó khăn là một điều tốt, nhưng không có nghĩa là những đội kia yếu. Thậm chí, tôi không hề lạc quan nếu chúng ta gặp phải những đội bóng biết chơi bóng có độ quái cao như Việt Nam. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, báo điện tử Sohu của Trung Quốc cũng có bài viết đánh giá với các đối thủ của bảng đấu, trong đó có Việt Nam. Theo nhận định của Sohu, Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất của bảng đấu, trong khi Úc và Ả Rập Xê Út có trình độ ngang bằng với Trung Quốc. Tờ báo cũng tỏ ra tiếc nuối khi đội tuyển Trung Quốc không nằm chung bảng với UAE, đối thủ ưa thích của đội tuyển quốc gia nước này. Đặc biệt, Sohu đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 nhưng đã thi đấu ấn tượng kể từ sau Asian Cup 2019. Đội bóng này tuân thủ lối chơi kỹ thuật và đã tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Ở bảng G của vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với những đối thủ khá mạnh như Thái Lan, Malaysia hay UAE, nhưng thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến tất cả phải ngạc nhiên với thành tích 5 thắng, 2 hòa và 1 thua trong 8 trận ở bảng đấu này. Đội tuyển Việt Nam không còn như xưa, nhất là khi họ được bổ sung các cầu thủ nhập tịch và online, nên Trung Quốc phải đặc biệt cẩn trọng, Sohu viết. Theo tôi, tờ báo này có đôi chút nhầm lẫn vì đội tuyển Việt Nam không sở hữu những cầu thủ nhập tịch. Tác giả Sun Wei của tờ Nhật báo Thiên Tân viết: đội tuyển Việt Nam vào được tới vòng này đã là rất sung sướng cho họ, và tôi e rằng họ có thể làm nên bất ngờ. Nhưng tôi tin chúng ta đủ sức mạnh quật ngã họ. Hơn nữa, việc vào bảng đấu không có Hàn Quốc là điều đáng mừng. Tuy nhiên, không hẳn các fan có chung quan điểm với truyền thông. Bình luận trên tờ 163 đầy rẫy những đánh giá cho rằng Trung Quốc sẽ không thể lọt vào top 3. Một số cho rằng Oman thực tế mạnh hơn cả Syria. Một độc giả bình luận: ngoại trừ Nhật Bản thì đội nào chúng ta cũng có thể thắng, nhưng đội nào cũng có thể hòa hoặc thắng chúng ta. Và gần đây chúng ta đã trải qua nhiều trận đấu như vậy rồi. Trong khi đó, trên báo điện tử Sina, các độc giả nghĩ lúc này việc nhập tịch chưa chắc giúp đội tuyển Trung Quốc có kết quả tốt. Trước thời đại bóng đá kim tiền, chúng ta toàn thắng Việt Nam, nhưng từ khi đó kết quả tốt nhất là trận hòa 1-1 ở lứa U19 hồi năm 2014, một độc giả ở Sơn Đông viết. Độc giả khác tên là Danny Phan từ Quảng Châu viết: đội tuyển quốc gia hiện tại chưa chắc sẽ thắng được Việt Nam. Khi họ đã là một trong top 12 đội bóng thì chứng tỏ họ đã có trình độ rồi. Đừng sử dụng con số từ 10 hay 20 năm trước hay phát triển kinh tế ra để biện luận cho những chênh lệch trình độ thể thao. Hai trận đấu lượt đi và lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được diễn ra trong dịp lễ lớn của quốc gia đông dân nhất thế giới. Cụ thể, Trung Quốc sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào ngày 7 tháng 10, trùng với dịp nghỉ lễ quốc khánh của nước này. Trung Quốc cũng sẽ là khách trên sân Mỹ Đình vào dịp Tết Nguyên đán. Tờ Sohu nhận định đây sẽ là áp lực đối với đội tuyển Trung Quốc vì họ không muốn nhận thất bại trong những dịp trọng đại của đất nước. Cá nhân tôi cũng như nhiều người rất mong đợi cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc, bởi đây là một trong những cơ hội tốt để chúng ta đòi lại những món nợ đã vay của bóng đá Trung Quốc trong quá khứ. Dù đội tuyển U22 Việt Nam đã từng giành thắng lợi 2-0 trước Olympic Trung Quốc với hai bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh, nhưng đó vẫn chưa phải là trận đấu cao nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Với tôi, đội tuyển Trung Quốc không quá xoàng như nhiều người nghĩ. Trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng như tiền đạo Vũ Lỗi hiện đang chơi cho câu lạc bộ Espanyol ở La Liga. Trong hai mùa giải thi đấu tại Tây Ban Nha, Vũ Lỗi có 14 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đặc biệt, anh từng sút tung lưới câu lạc bộ Barcelona vào hồi tháng 1 năm 2020, điều mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được. Ngoài ra, những chân sút nhập tịch như tiền đạo Ai Kisen hay Alan Carvalho đều gốc Brazil là những cầu thủ đáng chú ý khi từng khoác áo U20 Brazil. Ngoài ra, Alan Carvalho từng có 5 năm thi đấu tại châu Âu trong màu áo câu lạc bộ nổi tiếng nước Áo là Red Bull Salzburg. Mùa giải 2014-2015, anh còn đạt danh hiệu vô phá lưới của Europa League với 8 bàn thắng, ngang bằng với tiền đạo Romelu Lukaku lúc đó đang thi đấu cho câu lạc bộ Everton. Xem đội tuyển Trung Quốc thi đấu trong vòng loại thứ hai World Cup, tôi cũng nhận thấy nhìn chung họ đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm thua Thái Lan một năm vào năm 2013. Cùng với các cầu thủ nhập tịch, Trung Quốc đã giành được 19 điểm sau 8 trận ở vòng loại thứ hai World Cup với 6 thắng, 1 hòa và 1 thua. Nhắc đến những thành tích của đội tuyển Trung Quốc không phải là để chúng ta nhụt chí, mà chỉ nhắc nhở mọi người rằng chúng ta không nên chủ quan khinh địch. Bởi tương quan mạnh yếu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc ra sao thì chỉ có khi vào trận chúng ta mới biết được. Đây là trận đấu tôi hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ thể hiện được khí chất và cốt cách của con người Việt Nam trước một đối thủ tham vọng thành siêu cường thế giới. Chương trình ngày hôm nay xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.